lắm quý vị. Và dàn âm thanh chúng ta rất là đầu tư, cũng mới mình được biết là cũng mới đầu tư một dàn âm thanh rất là hay để phục vụ ngay kịp lúc mà Mạnh Quỳnh về để hát chiều kỳ tối đêm nay. Quý vị, chút xíu nữa Mạnh Quỳnh sẽ có những màn giao lưu trò chuyện cùng tất cả quý vị khán giả. Lý do tại sao mà lúc nào Mạnh Quỳnh cũng chương trình đã nói Mạnh Quỳnh 9 giờ Mạnh Quỳnh bắt đầu hát thì lúc nào 8 giờ rưỡi là Mạnh Quỳnh cũng đã có mặt rồi, không bao giờ để cho quý vị chờ một phút nào cả. Nhưng đêm nay có một sự cố rất rất là hy hữu, chút xíu sẽ kể cho quý vị nghe. Ok. Lý do tại sao Mạnh Quỳnh mới vừa đến đây luôn. Thực ra đến thì từ tối hôm qua rồi thì Mạnh Quỳnh để trường hao, lúc này máy bay delay rất là nhiều quý vị, cho nên là sợ tới trễ, cho nên Mạnh Quỳnh đã tranh thủ nói ekip là cho tới sớm trước một đêm để cho ngày hôm sau tập có thời gian tập giờ với anh em ban nhạc và để yên tâm là có mặt để hát cho quý vị nghe. Cho nên có những sự cố chút xíu nhỏ nhỏ chút xíu Mạnh Quỳnh chia sẻ quý vị. Đêm nay sở dĩ Mạnh Quỳnh mượn dòng nhạc Lam Phương để làm đêm nhạc duy nhất riêng Mạnh Quỳnh tại Sky Lounge tại Hà Nội này để hát cho quý vị. Thật ra thì nhạc phẩm dòng nhạc Lam Phương là một dòng nhạc mà rất là đa dạng vì ông sáng tác rất nhiều thể loại, từ bolero, từ nhạc trẻ, nhạc tình, nhạc dân cũng rất là hay. Cho nên Mạnh Quỳnh đêm nay Mạnh Quỳnh chọn một số bài hát gồm 22 bài hát tối đêm nay Mạnh Quỳnh hát cho quý vị nghe, là gồm những nhạc phẩm mà Mạnh Quỳnh đã từng hát rồi và cũng đã từng yêu thích mà từ hơn 20 năm qua, đúng ra là gần 30 năm rồi quý vị. Mạnh Quỳnh gom lại tất cả những bài hát Mạnh Quỳnh đã sáng tên của nhạc sĩ Lam Phương để Mạnh Quỳnh làm đêm nhạc này, thật là ý nghĩa, thật là hay. Xuyên suốt chương trình thì Mạnh Quỳnh sẽ sang kẻ những bài hát vui, bài hát buồn, bài hát rây rứt, bài hát về tình quê hương vân vân, là những dòng cảm xúc mà cũng như nhạc sĩ Lam Phương gắn liền với đời sống của ông. Thì quý vị vừa nghe một bài hát rất quen thuộc, đó là bài Em Là Tất Cả, mà bài hát này Mạnh Quỳnh cũng đã từng hát khắp nơi. Và Mạnh Quỳnh mượn nhạc phẩm đó để như gửi lời đến tất quý vị khán thính giả thân yêu của chúng ta, những cái tình yêu, những cái tình lứa đôi thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Và sau đó thì trong cái niềm vui sẽ có những nỗi buồn, những rơi rứt, những mất mát, thì Mạnh Quỳnh sẽ san sẻ cùng tất quý vị mượn dòng nhạc Lam Phương. Quý vị, và bài hát kế tiếp nữa cũng một cái âm hưởng nhẹ nhàng, quý vị cùng lắng nghe nhà mộc nhạc phẩm được mang tên Biển Tình, quý vị cùng lắng nghe sau đây. Cái câu này là Mạnh Quỳnh về đây Mạnh Quỳnh mới học đó quý vị. Có cái câu là ca sĩ ưa chào là quý vị à, phải không? Còn bên Mỹ là mỗi lần mình đi hát là mình cứ là Mạnh Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị vậy thôi, chứ không có ạ, ở đây không có chị ạ. Ở Việt Nam ảo quên. Tự nhiên làm ngắn gọn phải không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào ta. Không quên đâu. Ta nghĩ nó bắt đầu từ đâu? Vì đâu mà tại sao tới trễ? Thật ra thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh về đây đã được 10 ngày rồi. Ngày mốt Mạnh Quỳnh bay về Mỹ rồi. Đêm nay đêm diễn cuối cùng và mai bay về Sài Gòn. Và sáng 26 tay Mạnh Quỳnh bay về Mỹ để kịp 27 tay bay show tiếp ở Mỹ. Thì tối hôm qua đến thì Mạnh Quỳnh đã soạn đồ trong vali rất là kỹ quý vị. Tính Quỳnh kỹ lắm, mình soạn chi tiết từng quần bộ nào mặc nào sao mà mình kỹ lắm. Thì hôm qua chọn hai bộ đồ vest, một bộ đồ đen cắt cà vạt đen nhìn rất là đẹp, và mang hờ theo một bộ này, và mang theo một đôi giày đen rất là đẹp. Thì quý vị biết là giày thì Mạnh Quỳnh ưa hai chiếc, thì mỗi chiếc có một cái bao màu đen thì cột lại với nhau. Thì bỏ vô vali xong hết rồi thì hồi nãy vừa về tới khách sạn chuẩn bị tắm rửa xong, vung văn vung vẻ để lựa đồ mặc, thì lấy đôi giày ra thì bao này chiếc khác, bao kia chiếc khác. Không biết có cái phone đây không, trên mượn cái phone để làm nhân chứng, dù bị thấy là hai chiếc giày của Mạnh Quỳnh nó như thế nào. Danny ơi, em đưa lại cái phone của anh đi. Ông cái phone này, cái phone kia kìa, cái phone này nó có sắc mắt có chứng, đưa cho Tuấn Hùng coi. Đây. Làm bằng chứng. Đây Tuấn Hùng thấy không? Đẹp quá. Đẹp quá. Chiếc này mang sao? Đây là hai chiếc giày mà Minh Quỳnh mang đi. Quý vị mặc mang sao đây? Anh thấy không?
chân đấy này. Anh đang mặc. Ok. Hai chiếc cùng bên tay trái hết, cùng làm mang ra chiếc giày trái, mà đặc biệt cái nữa là chiếc này chiếc khác. Cho nên giờ cuối phút cuối mới nhờ một người quen là chị Giang nè mới gọi ra hãng khắp mọi nơi, từ Hugo Boss tới những tiệm không có ai có số giày nào không, gấp quá đâu có đâu. Cho nên cuối cùng tìm được đôi giày này. Cũng được không vậy? Và chưa mang đôi giày xong rồi, lấy đồ bộ đồ vest đen ra mặc vô, cái quần kéo không lên. Gai nó bị chặt đứt thôi. Về 10 ngày quý vị biết là khi ở Mỹ về mình ốm lắm, mặc được đồ vest thử gài nút ngon lành lắm. Về đúng 10 ngày hồi nãy kéo cái quần lên kéo không được. Cũng may cái quần này cũng còn được chút xíu. Cho nên bí quá rồi, cho nên không biết sao mình bị bối rối phút cuối mà. Bối rối cho nên là thử ra thử vô, cởi ra cởi vô mấy lần và cuối cùng là được bộ này. Được không quý vị? Đó là một câu chuyện rất là vui mà Mạnh Quỳnh ít bao giờ bị cái trường hợp mà mang giày mà chiếc này chiếc kia lắm. Đây là lần đầu tiên mình bị đó. Để chia sẻ cho quý vị chút xíu cho lý do tại sao đến trễ. Ok. Bây giờ tiếp tục bài hát kế tiếp. Mình quay gì vô hồn ha. Ok. Đêm nay và bài hát kế tiếp. Mình muốn gửi đến vị bài hát có tựa đề là Tình Bơ Vơ. Thường thường thì mình đánh một điệu thường, bây giờ mình đánh kiểu bossa nova cho chút xíu cho nó tươi tươi chút nha. Rồi. Dùng mặt lên song ca với Mạnh Quỳnh nha. Ôi dạ, em cảm ơn chị. Dạ, chị lên đây rồi, chị muốn mấy kiểu là cũng được. Rồi, cảm ơn. Đêm nay thì ngoài những khán thính giả tại Hà Nội thì mình vừa biết có rất là nhiều khán thính giả, quý khán thính giả đến từ rất xa, kể cả Sài Gòn cũng lạc đội đến tới đây và đã đi đến theo ủng hộ Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin cảm ơn rất nhiều. Và đặc biệt là đêm nay có một số quan khách mình vừa biết là cũng đã được đến dành chút thời gian để đến đây xem Mạnh Quỳnh hát. Thì Mạnh Quỳnh cũng xin cảm ơn thời gian quý báu của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đứng vào chụp một phát. Chúc về hung kỳ qua cho mẹ nha. Đừng đưa qua cho ba. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi bây giờ mình có được 3 bài hát hơi tung tăng chút xíu ha. Bây giờ bài hát kế tiếp thì tôi lại yêu cầu cuộc chiến. Cuộc chiến đâu? Cuộc chiến đây. Bài hát này thì cũng tâm sự rất là ôi tại sao bông đẹp gì mình không ra mình để dưới đây mình. Quay cắt càng dễ. Mình để vòng vòng dưới đây cho nó đẹp. Để dựng lên nó xem. Mình đứng còn điếu. Đó, đúng rồi. Thành tí nữa phó nháy chị. Nhìn mới đẹp. Đi phó nháy cho chị nha. Lên đi. Rồi. Quý vị vừa nghe hai nhạc phẩm rất là rây rứt. Thì bây giờ mình cho quý vị lắng nghe một số bài hát nhẹ nhàng chút xíu. Tôi nói về những tình yêu đôi đuôi lứa trong thời chiến chiến, những tình hình rất là đẹp. Quý vị cùng lắng nghe một vài những bài hát mà mình cũng rất là yêu thích. Quý vị cùng lắng nghe bài hát được mang tên Biết Đến Bao Giờ. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Đêm nay không gọi tên ai. Em
Rồi, cảm ơn. Chụp chung luôn ạ. Đẩy chỉ ra hả? Rồi. Hơn nữa chương trình đã trôi qua thông tin Vinh và cảm ơn quý vị đã lắng nghe tiếng lòng của Mạnh Vinh cùng Mượn Âm Nhạc để chúc gửi đến quý vị những tâm tình cũng như những tâm sự của chính những tác giả Nguyễn Lam Phương, cuộc đời của ông cũng thăng trầm như những bài hát mà ông sáng tác. Thường thường thì những nhạc sĩ rất là đa sầu đa cảm quý vị, cho nên mới sáng tác được những lời văn, lời chương, lời lẽ rất là ngọt ngào cũng như là say đắm lòng người không quý vị. Bản thân mình cũng rất là vui, rất là hạnh diện trong mình đã được hát những bài hát những nhạc sĩ đã sáng tác vừa qua. Thì cái bài hát vừa rồi thì đó là những lời cũng chính mình mình gửi đến quý vị tâm sự. Cuộc sống chúng ta thì có rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống, quý vị thấy là sau những đại dịch chúng ta mất mát rất là nhiều. Thì mọi người nghĩ rằng tất cả chúng ta đều rút ra một bài học là mình sống được hôm nay mình biết ngày mai như thế nào, cho nên khi gặp nhau chúng ta nên cho nhau những yêu thương nhiều hơn là những thù hằn, những ganh tị hoặc những buồn phiền. Mình nói như vậy thật ra thì bản thân mình lúc nào cũng sống chan hòa, rất là gần gũi với mọi người. Quý vị đã thấy rồi, từ những bài hát mà mình sáng tác cũng như là những giai điệu mình hát cũng đều là gắn liền với tâm tư của Mạnh Quỳnh, cho nên Mạnh Quỳnh cũng mong rằng lời hát của Mạnh Quỳnh sẽ mang quý vị đến gần nhau hơn, và chúng ta luôn là một cái đại gia đình, những người cùng sống âm nhạc với những yêu thương gần nhà của Mạnh Quỳnh. Thưa quý vị, bây giờ mình còn gì nha, mới có được nửa chương trình, quý vị còn dài lắm. Rồi, bài hát này thì Mạnh Quỳnh đưa quý vị về thành phố sương mù, một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lan Phương.